Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn hai dòng xe, đó là Vinner V3 với lại Exciter 155. Thì đồng hành giới thiệu mình trong nay thì có ông Liếng, sơ tờ giới thiệu ông bà Liếng. Hello cả nhà nha, cả mọi người đã bấm vào xem video của em Liếng. Thì hôm nay sẽ quay review cho cả nhà về giá xe mới nhất của dòng Vinner V3 và dòng em 155 phân khối ha. Cả nhà mình đang có nhu cầu muốn mua cũng như là đang có ý định mua thì liên hệ liền ngay cho Liếng ha. Sẽ nhận ngay 2 triệu đồng phát xe đi lại, kèm thêm một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng. Áp dụng duy nhất trong tháng 5, tháng 6 này, và khách hàng có liên hệ đặt lịch trước cho em Liếng ha. Số điện thoại và Zalo của Liếng là 0905 299 064, có để ở dưới màn hình. Cả nhà kết bạn nhắn tin qua Zalo để đặt lịch trước nhé. Thì dòng Vinner hôm nay có lên cho cả nhà khá là nhiều màu luôn. Về những mẫu màu zin và màu sơn đủ màu nha, như em sơn màu bạc này, bạc nhám này là sơn 3D nha cả nhà, cái tem màu cam nhé. Đó, rồi. Kế tiếp là phía bên này thì màu xanh, là xanh gì ta? Xanh này xanh lam á. Xanh lam. Dạ. Màu tím iPhone này, hoặc là màu đỏ đen này mọi người. Bên này thì có màu xanh đen nữa này, xanh lá coi này, đỏ trắng này. Có rất là nhiều màu của Vinner V3 luôn. Thì hiện tại thì mức giá của Vinner V3 giá như không? Hiện tại thì bên em có cả hai phiên bản là Vinner V3 và Vinner V4 nha. Cả nhà muốn biết chi tiết về bản V4 như thế nào, có thể nhắn tin riêng qua số Zalo của em Luyến nhé. Mức giá hiện tại đối với dòng Vinner V3 thì đang hỗ trợ khách hàng chỉ có 35.900 đến 37.900, còn V4 là 36.900 đến 40.900 từ phiên bản nha. Trả trước chỉ cần là 4 triệu đồng thôi là sở hữu xe, liên hệ đặt lịch trước sẽ hỗ trợ ngay 2 triệu đồng xe lại nhé. Rồi, bên này thì có F155. F155 thì báo nhanh thôi em. F155 thì báo nhanh cho cả nhà về phiên bản 2023 trước nha. 2023 thì hiện tại đang có mức giá dao động từ 42.900 đến 43.900 từ phiên bản nha. Còn đối với bản ABS á, thì có mức giá là chỉ có 50.900 nha. Liên hệ đặt lịch trước sẽ được hỗ trợ ngay 2 triệu đồng xe lại nhé. Ok, thì đó là giá xe á. Anh em nào mua thì chịu khó liên hệ. Cảm ơn chị bạn đã xem clip á. Xin chào.